70, Thiền sư Phật Ấn, hiệu Liễu Nguyên ở Dân Cư, 1098. Sư họ Lâm, quê ở Phù Lương, Nhiêu Châu. Khi sư sinh, hào quang xông lên, tóc, móng tay đều đầy đủ, dung mạo đẹp đẽ khác thường. Lúc còn bé, sư nói ra câu nào cũng phù hợp kinh sử, mọi người đều gọi là thần đồng. Lớn lên, sư thông hết sách sử, không cần dở sách ra mà thông suốt cổ kim. Sư tài năng xuất chúng, ý chí siêu phàm, lòng mộ Phật giáo nên phát tâm xuất gia. Lão thông kinh luận, sư quyết chí du phương. Sư dạo qua các pháp tịch mà phù hợp nơi sư Thiện Xuyên ở chùa Khai Tiên Lô Sơn. Sau, sư ở chính nơi đạo tràng, nơi nào chúng cũng đông đảo. Khi sư ở chùa Kim Sơn, Tô Đông Pha gửi thơ đến hẹn gặp nhau. Thơ nói, chẳng cần xuống núi đón, như Triệu Châu tiếp người thượng đẳng. Đông Pha đến, sư ra đón tiếp. Đông Pha thăm hỏi sư, sư dùng kệ đáp, Triệu Châu đương nhật thiếu kim quang, bất xuất tam môn kiến Triệu Dương, tranh tựa Kim Sơn vô lượng tướng, đại thiên đô thị nhất thằng sàng. Dịch: Triệu Châu ngày ấy thiếu khiêm nhường, chẳng đến tam môn đón Triệu Dương, đầu giống Kim Sơn nài lắm tướng, đại thiên chung lại một chiếc giường. Đồng Pha vỗ tay khen hay. Vua Thần Tông nghe danh đức của sư, ngưỡng mộ, ban cho ca sa của Cao Ly tặng và bát vàng. Sư thượng đường dạy chúng, lạnh lạnh, gió gõ tiếng tre khô, nước đông cá lội rít, rừng thưa chim ngủ khó, thảy là uy thế của sương. Đâu kham hành khách áo đơn, thôi nghĩ qua tía núi ngàn đoá. Hãy dây lò lửa một phen dùi, buông đi thù du không cọc tre, lật ngược ca diếp trước cửa cột phướng. Liền đó sư lại nói, chẳng hồi suy nghĩ càng không manh mối, tham. Một hôm, sư và đồ chúng vào thất. Cư sĩ Tô Đông Pha thẳng đến vào thất. Sư nói, trong này không có ghế ngồi, cư sĩ đến đây làm gì? Đông Pha đáp, tạm mượn thân tứ đại của Phật Ấn làm ghế ngồi. Sơn Tăng có một câu hỏi, cư sĩ nếu nói được thì mời ngồi, bằng nói chẳng được thì cởi ngọc đái để lại. Đông Pha vui vẻ nói, xin hỏi, vừa rồi cư sĩ nói tạm mượn thân tứ đại Sơn Tăng làm ghế ngồi, chỉ như Sơn Tăng tứ đại vốn không, nằm ấm chẳng có, cư sĩ đến chỗ nào ngồi? Tô Đông Pha không đáp được, phải cởi dây ngọc đái để lại. Sư tặng lại cho Đông Pha lá y dân sơn. Đông Pha làm kệ, bách thiên đăng tác nhất đăng quang, tận thị hằng sa diệu pháp dương, thị cố Đông Pha bất cảm tích, tá quân tứ đại tác hiền sàng, bệnh cốt nan kham ngọc đái di, độn căng nhưng lạc tiễn phong kỳ, hội đương dục giao khất thực ca cơ viện, đoạt đắc sơn dân cựu nạp y. Dịch: đèn trăm ngàn ngọn ánh sáng đồng, cả thảy hằng sa diệu pháp dương, bởi thế Đông Pha đâu dám tiếc, mượn anh tứ đại làm giường thiền. Bình xương khó chịu ngọc đái ràng, căn độn nên rơi mấy nhọn tên, hiểu nên khất thực xa ca kỹ, nhận lãnh chân sơn chiếc y xưa. Lý Công Lân vì sư viết chiếu, sư bảo cười, Lý cười, sư làm bài tán. Lý Công nhiên tướng thạch kỳ lân, truyền đắc dân cư đạo giả chân, bất dị niêm hoa minh đại sự, đẳng nhàn khai khẩu tiếu hà nhân. Dịch: lân đá lên trời ấy Lý Công, truyền được dân cư đạo đó chân, chẳng bởi niêm hoa ràng việc lớn, rảnh rang mở miệng cười ai đây. Nê ngưu mạng hướng phong tiền khứu, khô mộc vô đoan tuyết lý xuân, đối hiện đường đường câu bất thức, thái bình thời đại tự do thân.
dịch, nằm dưới dũng bùn trâu ngửi gió, không có cây khô trong tuyết tươi, rành rành trước mắt đều chẳng biết, vào lúc thái bình thân tự do. Ngày mùng 4 tháng Giêng, niên hiệu Nguyên Phù năm đầu, 1098, sư đang cùng khách nói chuyện, có người ngộ được tâm. Sư cười một cái, rồi tịch. 71. Thiền sư Huệ Nhật, trí giác ở chùa Vĩnh Minh, Diên Thọ, 904-975. Sư họ Dương, quê ở Dư Hàn, thổ bé đã quy tâm về Phật Thừa. Lúc thiếu niên, sư không ăn thịt cá, mỗi ngày chỉ ăn một bữa. Sư trì kinh Pháp Hoa vừa được 6 tuần, liền được lão thông. Cảm đến bầy dê quỳ nghe kinh. Năm sư 28 tuổi, làm quan trấn ở Qua Đình, gặp lúc Đại sư Thúy Nham, Vĩnh Minh dời về chùa Long Sơn truyền bá Thiền Tông. Sư thường tới lui hỏi đạo. Vua Văn Mục Dương, nước Ngô Việt, biết sư mộ đạo, bèn theo chí nguyện của sư cho xuất gia. Sư lễ Thúy Nham xin làm đệ tử, hằng ngày làm việc phục vụ cho chúng, trọn quên mình là kẻ làm quan. Mặt chẳng cần đẹp, ăn chẳng nghĩ ngon, áo vải đơn sơ che mưa đỡ gió. Lên núi Thiên Thai, sư ở ngọn Thiên Trụ tập định 9 tuần. Có loại chim tha cỏ làm ổ trong áo của sư. Sư đến ý kiến quốc sư Đức Thiều, vừa trông thấy sư, quốc sư đã chấp nhận, thầm trao quyền chỉ. Quốc sư bảo sư, người cùng nguyên soái có duyên, sau này sẽ làm hưng thịnh Phật Pháp. Ban đầu, sư đến Minh Châu ở núi Tuyết Đậu, học chúng rất đông. Sư thượng đường dạy, trong núi Tuyết Đậu này dương lên ngàn tầm, không dừng mảy thóc, giữa đỉnh muôn nhẫn, không có chỗ để chân. Tất cả các ngươi nhằm chỗ nào tiến bộ? Có vị tăng ra hỏi, một lối tắt của Tuyết Đậu, làm sao dẫm đi? Sư đáp, bước bước qua lạnh kết, lời lời suốt đáy băng. Niên hiệu Kiến Long, 950, Trung Hiến Dương thỉnh sư trụ trì chùa mới ở núi Linh Ẩn. Năm sau, lại thỉnh sư trụ trì Đại Đạo Tràng ở Vĩnh Minh. Ở đây, chúng tụ họp đến 2.000 vị. Có vị tăng hỏi, thế nào là diệu chỉ của Vĩnh Minh? Sư đáp, lại thêm hương đi. Tạ thầy chỉ dạy, hãy mừng chớ giao thiệp. Sư làm bài kệ, dục thức Vĩnh Minh chỉ, môn tiền nhất hồ thủy, nhật chiếu quang minh sinh, phong lai ba lãng khởi. Biết diệu chỉ Vĩnh Minh, trước cửa nước một hồ, trời soi ánh sáng dậy, gió sang sòng mồi sinh. Tăng hỏi, đâu chẳng phải lìa thức tính riêng có chân tâm ư? Trường Sa kể rằng, học đạo chi nhân bất thức chân, chỉ vị tùng tiền nhận thức thần. Vô thủy thời lai sinh tử bổn, si nhân hoán tác bổn lai nhân. Sư đáp, Như Lai Thế Tôn trên hội Thủ Lăng Nghiêm vì Ngài A Nan giảng biệt rất rõ mà ngươi vẫn cố chẳng tin. Ngài A Nan lấy cái suy xét theo đuổi làm tâm, bị Phật quở đó. Cái suy xét theo đuổi ấy là thức dậy. Nếu lấy cái biết pháp theo tướng là phiền não thì gọi thức, chẳng gọi tâm. Ý là nhớ. Nhớ tưởng cảnh trước khởi vọng đều là vọng thức, chẳng can gì về việc của tâm. Tâm chẳng phải có không, có không chẳng nhiễm. Tâm chẳng phải cấu tịnh, cấu tịnh chẳng nhơ. Cho đến mê ngộ phàm thánh, đi, đứng, ngồi, nằm đều là vọng thức, chẳng phải tâm vậy. Tâm xưa chẳng sinh, nay cũng chẳng diệt. Nếu biết tâm mình như thế, đối chư Phật cũng vậy. Cho nên ông Duy Ma nói, trực tâm là đạo tràng, vì không có hư giả vậy. Tăng hỏi, học nhân ở tại Vĩnh Minh đã lâu, vì sao chẳng hội gia phong Vĩnh Minh? Sư đáp, chỗ chẳng hội nên hội lấy. Chỗ chẳng hội làm sao mà hội? Thai trâu sinh voi con,
biển biết giấy bụi hồng. Sư muốn đem giáo pháp một đời của Phật lưu truyền ở cõi này, xem qua lối phán giáo của Ngài Thiên Thai, Hiền Thủ. Từ ơn chia các tông tính tướng vân vân trở thành mâu thuẫn, khiến khó khăn thêm cho người học đạo. Sư lấy yếu điểm của Tâm Tông, tức Thiền Tông, làm nhân chiết trung, góp các kinh Phương Đẳng vân vân 60 bộ, những lời dạy của 300 vị tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa để giúp nghĩa cho Tâm Tông, soạn thành bộ sách 100 quyển tên là Tông Cảnh Lục để lưu truyền hậu thế. Sư ở chùa Vĩnh Minh 15 năm, độ 1.700 đệ tử, niên hiệu Khai Bảo năm thứ 7, 974. Sư lên núi Thiên Thai truyền giới chừng một vạn người, thường cho bảy chúng thọ giới Bồ Tát, ban đêm cúng thí quỷ thần, ban ngày làm lễ phóng sinh không thể tính hết. Sáu thời tán hoa, hành đạo còn dư sức, sư tụng một vạn 3.000, tức 13.000 bộ kinh Pháp Hoa. Ngoài bộ Tông Cảnh Lục, sư còn trước tác Thi, Kệ, Phú, Dịnh đến cả ngàn muôn lời. Vua nước Cao Ly, Triều Tiên xem các tác phẩm của sư cảm mến, sai sứ đem thơ sang. Trong thơ tự nhận là đệ tử, dân cúng sư y ca sa tí do kim tuyến dệt thành, mấy hạt châu thủy tinh, chung vàng vân vân. Có 36 vị tăng ở Cao Ly sang học đạo với sư đều được ấn ký, lần lượt về nước, mỗi người giáo hóa mỗi nơi. Đến niên hiệu Khai Bảo năm thứ 8, 975, tháng Chạp, sư có chút bệnh. Ngày 26 vào buổi sáng, sư thắp hương từ biệt chúng, ngồi kiết già thị tịch, thọ 72 tuổi, 42 tuổi hạ. 72. Thiền sư Chí Phùng ở chùa Hoa Nghiêm, núi Ngũ Vân, 909, 985. Sư quê ở Dư Hàng, sinh ra đã không ưa thịt cá, cơ thể thơm sạch. Sư xuất gia tại viện Lãng Chim, núi Đông Sơn, thông suốt tam học, rành rõ tính tướng. Những khi mộng, sư thường thấy đi lên núi Tu Di, thấy ba Đức Phật ngồi sắp hàng. Trước Đức Phật Thích Ca, kế Phật Di Lặc, sư đều lễ dưới chân, duy chẳng biết Đức Phật thứ ba, sư chỉ ngước nhìn mà thôi. Đức Thích Ca chỉ, nói đây là Di Lặc Bổ Xứ, Phật Sư Tử Nguyệt, sư mới chịu làm lễ. Sau khi thức, nhân xem Đại Tạng Kinh mới biết hợp với mộng. Khoảng niên hiệu Thiên Phước, 947, sư Du Phương đến núi Thiên Thai ở đạo tràng dân cư tham với quốc sư Đức Thiều, cơ duyên chủ khách được trùng hợp phát minh quyền chỉ. Một hôm, sư vào điện Phổ Hiền an tọa, chợt có một vị thần quỳ gối ở trước. Sư hỏi, ông là ai? Thần đáp, tôi là thần hộ giới. Sư hỏi, tôi lo có những tội trước chưa sạch, ông có biết chăng? Thần đáp, thầy có tội gì, chỉ có một lỗi nhỏ mà thôi. Sư hỏi, lỗi gì? Thần đáp, phàm nước rửa bát cũng là vật của thí chủ, thầy thường đổ đi không nên vậy. Nói xong, vị thần ẩn mất. Từ đây về sau, sư rửa bát xong lấy nước uống hết. Vua nước Ngô Việt nghe danh đức của sư, thỉnh vào triều ban tử y và hiệu là Phổ Giác Đại Sư. Ban đầu mời ở viện Lâm An công thần, tăng chúng tấp nập kéo đến. Sư thượng đường dạy, chư thượng tọa bỏ một tri thức đến tham với một tri thức, trọn học theo gương của thiện tài. Xin hỏi các thượng tọa, như thiện tài từ biệt Giang Thù định lên núi Diệu Phong ý kiến tỳ kheo Đức Dân, đến đó rồi vì sao Đức Dân lại ở biệt phong trông thấy nhau? Phàm giáo ý, tổ ý đồng một phương tiện không có lý khác, kia nếu rõ được thì đây cũng rành rành. Chư thượng tọa hiện nay hiệp đoàn với lão tăng là thấy nhau hay chẳng thấy nhau? Chỗ này là Diệu Phong hay là biệt phong? Nếu hay từ đây tỉnh được,
có thể nói chẳng cô phụ lão tăng, cũng thường thấy tỳ kheo đức dân, chưa từng có một sát na xa rời nhau, lại tin đến chăng? Niên hiệu khai bảo năm đầu 968, Trung Hiến Dương xây cất tinh xá phổ môn, ba phen thỉnh sư trụ trì, lại tuyên dương giáo yếu. Sư thượng đường: cổ đức dị pháp, đi hành khước chẳng nệ nhọc nhằn, như hòa thượng Tuyết Phong ba phen trở lại đầu tử, chín lần lên động sơn, sẩn vẫn qua lại còn cầu con đường vào chẳng được. Xem các ông ngày nay đi tham học, vừa bước đến cửa liền đợi lão tăng tiếp dẫn, chỉ rõ nói thiền. Các ông muốn đến đạo quyền cực, đâu thể rảnh rang, huống là việc này ngộ phải đúng thời, gấp gáp cầu đâu được. Các ông cần biết đúng thời ngộ chăng? Hiện giờ mỗi người hãy vào nhà thiền ngồi yên lặng, đợi bao giờ ngước xem ngọn núi này cực đầu, lão tăng sẽ vì ông nói. Tăng hỏi: thế nào là gia phong phổ môn? Sư đáp: bao người xem chẳng đủ. Thế nào là cảnh phổ môn? Người đến chỗ hãy hỏi gia phong rồi thôi. Niên hiệu khai bảo năm thứ tư 971, sư cố từ chối với quốc chủ, bởi tuổi đã già, muốn tịnh dưỡng nơi chốn suối rừng. Khi ấy đại tướng Lăng Siêu mới tạo đạo tràng Hoa Nghiêm ở núi Ngũ Vân, dâng cúng cho sư để làm chỗ dưỡng già. Niên hiệu Ung Hy năm thứ hai 985, tháng 11, sư có chút bệnh. Đến ngày 25, sư sai vị tăng đứng hầu đi thắp hương, lấy nước súc miệng xong, sư ngồi kiết già dây lâu, từ biệt chúng thị tịch. Sư thọ 77 tuổi, được 58 tuổi hạ. 73, thiền sư Bổn Tiên ở chùa Đoan Lộc, 942-1008. Sư họ Trịnh, quê ở Vĩnh Gia, lúc bé xuất gia tại viện Tập Khánh, thọ giới nơi chùa Quốc Thanh ở Thiên Thai. Sư đến tham vấn quốc sư Đức Thiều. Quốc sư đem câu: chẳng phải gió phướng động, mà tâm nhân giả động. Sư liền ngộ giải. Sư trụ ở chùa Đoan Lộc, chân chẳng dạo thành ấp, tay chẳng nhận bạc tiền, chẳng sắm mền nệm, không mặc tơ lụa, mỗi ngày ăn một bữa, ngồi thiền suốt ngày trọn 30 năm, không thay đổi ý chí. Sư dạy chúng: ta lúc mới gặp Thiên Thai, vừa nghe câu nói liền tiến được, nhưng khoảng 1000 ngày, 3 năm, trong 4 oai nghi in tuồn, có vật ngại nơi ngực, như đồng ở chung với kẻ thù. 1000 ngày về sau, một hôm vật ngại bỗng tan, không còn ở chung với kẻ thù, liền đó an vui, chợt nhận ra lỗi trước. Sư liền thuật 3 bài kệ. 1. Chẳng phải gió phướng động, mà tâm nhân giả động. Phi phong phan động, duy tâm động. Tự cổ tương truyền, trực chí kim. Kim hậu thủy dân, đồ dục hiểu. Tổ sư chân thật, hảo tri âm. Dịch: gió phan chẳng động, riêng tâm động. Truyền nối từ xưa nhẫn đến nay. Về sau mây nước dù muốn biết, tổ sư chân thật bạn tri âm. 2. Thấy sắc liền thấy tâm. Nhược thị kiến sắc tiện kiến tâm. Nhân lai vấn trước phương nan đáp. Nhược cầu đạo lý thuyết đa ban. Cô phụ bình sinh tam sự nạp. Dịch: nếu là thấy sắc liền thấy tâm, người sang hỏi đến thật khó đáp. Muốn cầu đạo lý nói nhiều điều, phủ phàng ba việc người tăng sĩ. 3. Rõ chính mình. Khoáng đại kiếp lai chỉ như thị. Như thị đồng thiên diệt đồng địa. Đồng địa đồng thiên tác ma hình. Tác ma hình hề vô bất thị. Dịch: nhiều kiếp đến nay chỉ như thế. Như thế đồng trời cũng đồng đất. Đồng đất đồng trời tạo hình gì? Tạo hình gì rồi thảy đều phải. Sư dạy chúng: cả thảy các ngươi lại thấy Trúc Lâm Lan Nhã
núi nước diễn xá người chúng chăng? Nếu nói thấy thì ngoài tâm có pháp, nếu nói chẳng thấy mà hiện tại Trúc Lâm Lan Nhã núi nước diễn xá người chúng rõ ràng, lại hội lời dạy ấy thế chăng? Nếu hội thì lanh lợi chẳng ngại, vô sự chớ đứng lâu. Sư dạy chúng, trong Thiên Thai giáo nói, ba cửa Văn Thù, Quan Âm, Phổ Hiền, cửa Văn Thù là tất cả sắc, cửa Quan Âm là tất cả thinh, cửa Phổ Hiền là chẳng dời bước. Còn ta nói, cửa Văn Thù chẳng phải tất cả sắc, cửa Quan Âm chẳng phải tất cả thinh, cửa Phổ Hiền là cái gì? Chớ bảo là khác giới Thiên Thai giáo nói, vô sự hãy lui. Sư dạy chúng, tất cả các ngươi trong ban đêm ngủ mê chẳng biết tất cả, đã chẳng biết tất cả, thử hỏi khi ấy các ngươi có tính xưa nay chăng? Nếu nói khi ấy có tính xưa nay mà khi ấy lại chẳng biết tất cả, cùng chết không khác. Nếu nói khi ấy không có tính xưa nay mà chợt thức giấc liền biết như xưa, lại hội chăng? Chẳng biết tất cả cùng chết không khác. Ngủ mê chợt thức giấc liền biết như xưa, những khi như thế là cái gì? Nếu chẳng hội, mỗi người tự thể cứu lấy, vô sự chớ đứng lâu. Niên hiệu Đại Trung Tường Phù năm đầu 1008 tháng 2. Bất chợt sư bảo đệ tử lớn là Như Trú nên xây tháp cho ta, rằm tháng 8 ta sẽ tịch. Như Trú dân mạng xây vừa xong xuôi, khi ấy dân chúng quan liêu xa gần đua nhau đến chiêm ngưỡng, đến ngày rằm vẫn tham vấn như thường. Đến giờ ngọ, sư ngồi yên ở phương trượng, tai kiết bảo ấn, lại bảo Như Trú: người xưa nói cởi đầu cọp nắm đuôi cọp, việc ở khoảng giữa lại thế nào? Như Trú đáp: cũng chỉ là Như Trú. Sư bảo: người lại hỏi ta. Như Trú hỏi: cởi đầu cọp nắm đuôi cọp, việc khoảng giữa hòa thượng nói thế nào? Sư đáp: ta cũng nói chẳng ra. Nói xong, sư an nhiên mở nhỏ một con mắt xem rồi tịch. Sư thọ 67 tuổi, 42 tuổi hạ. Sư có trước tác Trúc Lâm tập 10 quyển, hơn 1000 bài thi ca từ.